Mọi giờ hôm nay ngày 14 tháng Giêng năm 2023. Mấy ngày nhiều chuyện thay đổi quá. Mấy cột trụ nước Việt Nam rớt lịch bịch bị đốt tuổi hết rồi. Ok, đó mình nói sao? Còn bây giờ mình ngồi thiền 5 phút đi, bấm 5 phút mà thiền. Cho định thần lại chút xíu rồi cái mình đọc để điên biến là đọc tiêu tai các tường thần chú. Rồi xong rồi lúc đó nói chuyện.
Bây giờ hôn 5 phút hả? Ok, đột đột biến đại đi. Ở có con Covid mùa này nó hơi nhiều á. Nó cũng nể đại bi cho nó bay ra cửa. Mấy con nãy nó mở cửa cho nó bay ra. Ok, đọc đại bi hay nó là thuộc lòng thì đọc, không thuộc lòng thì lấy sách đọc. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lô hiện đại từ bà ra nha. Bồ đề tháp độ bà giá ma ha tháp độ bà giá ma ha ca ri ca ya an ta bàn ra phật về sơ đàm na đà phật na mô ta kiên lòng độ hi mong a rị giá và lô hiện đây thâu phật ra năm là bà nam mô na ra phật tỷ a rị ma ha bàn ra sám hai ta bàn na ta đầu thú bàn na về tượng ta bà đà na na ma bà giá ma phật đạo đạo nam điều ra an na bà lô hi lô ca rề ca ra rề nhị hê rì ma bồ rề ca bà ma ra ma ra ma hê ma hê rì đà diện cô lô yên mong đổ lô phật xà ya đề ma phật xà ya đề đà ra đề rì ni thọc phật ra ya ra ma phật ma ra một đề lệ nhị hê nhê lắc na ra thâm phật ra xà lời phật ra phật thâm phật ra xà ya hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra cập rì cập rì tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đề rì ya na ra cận trì địa rì sắc ni na ba ya na ma ta ba ha ta ra ya ta ba ha ma ha ta ra ya ta ba ha ta ra yu nghệ thực bằng ra ya ta ba ha na ra cận trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha ta ra ta na mô bu ya ta ba ha ta ba ma ta ra ya ta ba ha ya ki ra ra ta ra ya ta ba ha ma ra ri ta ra ya ta ba ha nam mô ra đăng na ra ra nhẹ nhẹ nam mô ra di đà bà lô hiện đây tư bản ra dạ ta bà ha an tập điện lô mạng nó ra bạc đại dạ ta bà ha an tập điện lô mạng nó ra bạc đại dạ ta bà ha an tập điện lô mạng nó ra bạc đại dạ ta bà ha. Xong rồi mình đọc một cái nữa, mình nói chuyện cái tiêu tai các tường thần chú. Tiêu tai các tường chú là mỗi khi mình có nạn gì hay người ta cúng tam tai đó, lại cho mấy thầy cúng nó cũng đọc cái bài này là xong rồi, ăn tiền mình mấy trăm đô vậy đó. Còn thay mình đọc mình gọi tốn trăm nào để coi có ai đang xui á, hết xui luôn. Rồi có mấy chư thiên đây hộ mình. Ok, tiêu tai các tường thành chú. Nặng mồ ta mạng ra mậu đà nặng an bạc ta xa hạ ra đệ ta nặng nằm đạp điệt ta hạng kế hệ hồng hồng nhập phật ra vào ra nhập phật ra vào ra nhập phật ra đệ sắc xa đệ sắc xa sắc chi rị ta phần cha phiền rị đệ ta phạt ha. Rồi xong. Ai Covid mời đi ra khỏi cửa nha. Ai ho ho là bắt thử á. Hiện giờ đang lên mất trời luôn à. Tính là không ra nói chuyện nhưng mà mấy tuần rồi không ra. Hôm nay cái thế giới của chúng ta đó là chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại mà nó buồn như lúc này. Buồn thiệt luôn á. Buồn từ Mỹ qua tới Việt Nam, cái Long Sơn thì cũng bị đóng cửa, mưa lũ lụt. Cali 7-5 năm trước á thì thiếu nước hạn hán 7-5 năm. Hôm nay á, nước thì nước nó nhiều quá. Cái gì á, mà nó quá nhiều á, thì thành ra cũng là sự buồn và tổn thất chết chóc.